Yêu quá, yêu quá. Con định vô thay đồ nhưng con nhớ là bữa nay cô mặc con bộ thôi, con không thay. À, biết rồi, vậy là con biết điều chứ không thì lần sau làm sao mà cô trò mình hát với nhau. Lần này đẹp hơn cô nữa thì có mà xong ạ. Phải không? Dạ, em cũng hơi hồi hộp quý vị, cho em xin một tràng vỗ tay. Nắm tay cô, con thấy có thể nói là tình cảm của cô trò mình đến nay cũng hơn 7 năm. Hơn 7 năm. Thì cô Hương là một, đối với con là một người thầy rất tuyệt vời. Có thể nói là giống như con đã nói từ lúc đầu với tất cả quý vị khán giả tại đây, nếu như năm 16 tuổi mà Mira Trần không gặp Hồ Quỳnh Hương thì Mira Trần sẽ khó mà biết được đâu là một cái hướng đúng đắn để mình phát triển. Và cô Hương luôn là một người ở đó ủng hộ hết mình những